Okara, đám đông vũ trang tấn công nhà thờ công giáo. Bốn kẻ phá hoại đã trói người bảo vệ và phá hoại ngôi thánh đường. Cha Khalid Rashid Asi cho biết các thủ phạm muốn gây hoảng loạn, nhưng chúng tôi phải giữ bình tĩnh và tiếp tục cầu nguyện. Yunus Masigil, một thành viên của nhà thờ thánh Camillus de Lelis cho biết họ ném thánh thể ra khỏi nhà tạm, xé và làm ô nhục các sách thánh. Yunus cho biết như trên sau khi một nhóm vũ trang bắt cóc và trói người bảo vệ ở xúc phạm ngôi thánh đường ở Okara, một thị trấn cách Faisalabad, bang Punjab, 100 cây số. Anh Ladita Masi, ông từ nhà thờ nói với Asia News rằng vào ngày 23 tháng Giêng, anh ta đang ở trong nhà thờ vào khoảng 10 giờ 30 tối. Bốn người đàn ông có vũ trang đứng trước cổng và yêu cầu tôi ra ngoài, nếu không họ sẽ bắn tôi. Họ trói anh ta bằng dây thừng, đánh đập và sau đó nhốt anh ta lại. Nadim Faisal, một trong những cư dân trong khu vực, đã gọi cảnh sát. Khi đến nơi, họ đã giải thoát cho al và thu thập bằng chứng. Mục sư Khalil Masud và cha Khalid Rashid Aziz, giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc gia của Giáo hội Công giáo đã trình báo cáo thông tin đầu tiên cho đồng cảnh sát Sada yêu cầu một cuộc điều tra chi tiết. Yunus Masigil cũng đã đệ đơn kiện những người không rõ danh tính và nói rằng mọi người không cảm thấy an toàn sau vụ việc. Điều này đã làm xáo trộn sự bình yên của cộng đồng. Shakhali Rashid Asi lên án hành động phá hoại và kêu gọi các tín hữu bình tĩnh. Những kẻ thủ ác muốn gây hoảng loạn nhưng chúng ta phải giữ bình tĩnh và tiếp tục cầu nguyện để không ai có thể làm hại cộng đoàn của chúng ta cảnh sát đã bảo đảm với chúng ta về sự hợp tác đầy đủ của họ với giáo hội và cho biết họ sẽ sớm bắt giữ những kẻ gây án